Nhận định nữ Hà Lan với nữ Thụy Điển. 2 giờ ngày 4 tháng 7, bán kết World Cup nữ. Dù thi đấu đầy ấn tượng trong hành trình tiến vào bán kết nhưng nữ Hà Lan được dự đoán sẽ gặp thử thách vô cùng khó khăn trong cuộc đối đầu với nữ Thụy Điển. Cập nhật đội hình ra sân, thông tin trước trận đấu. Đây mới chỉ là lần thứ 2 đội tuyển nữ Hà Lan góp mặt ở vòng chung kết World Cup nữ. Mặc dù vậy, các cô gái xứ sở hoa tulip đã thi đấu rất thành công khi tiến thẳng một mạch tới vòng bán kết. Đáng nói hơn cả là thầy trò Sarina Wijnaldum đang duy trì chiến tích toàn thắng, ghi được 10 bàn và chỉ 3 lần để thủng lưới. Vì vậy, ở trận bán kết đêm nay, nữ Hà Lan được nhà cái đánh giá cao với tỷ lệ 0-1/4. Thực tế, trong hai màn đụng độ nữ Thụy Điển gần nhất trong năm 2017, nữ Hà Lan đều chấp với tỷ lệ này và đều ca khúc khải hoàn. Họ xứng đáng được đánh giá cao vì đang duy trì mạch 8 trận toàn thắng tính cả loạt trận giao hữu trước giải. Nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng nữ Hà Lan sẽ dễ dàng vượt qua nữ Thụy Điển ở trận bán kết đêm nay. Khi đã vào tới bán kết, mọi đội bóng đều xứng đáng được tôn trọng và nữ Thụy Điển cũng vậy. Ở giải đấu năm nay, các cô gái Bắc Âu mới chỉ để thua duy nhất một trận, đó là thất bại trước nữ Mỹ, ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Còn lại, thầy trò Peter Gerhardsen đều ca khúc khải hoàn. Bất ngờ lớn nhất mà nữ Thụy Điển tạo ra ở giải năm nay chính là chiến thắng 2-1 trước Đức ở tứ kết. Ở trận đấu đó, họ bị xếp ở cửa dưới với tỷ lệ 0-1/2. Nói như thế để thấy rằng nữ Hà Lan dù được đánh giá cao nhưng sẽ đối mặt thử thách rất khó khăn. So với nữ Hà Lan, nữ Thụy Điển được đánh giá cao về kinh nghiệm bởi họ đã tham gia trọn vẹn 8 kỳ World Cup nữ từ năm 1991 tới nay. Đội bóng này chưa từng vô địch nhưng cũng đã một lần về nhì và hai lần giành hạng ba chung cuộc. Sau 16 năm chờ đợi, đây là cơ hội tốt nhất để họ trở lại chung kết cúp thế giới. Với nền tảng thể lực sung mãn và lối chơi giàu kỹ thuật, nữ Thụy Điển thi đấu khá ấn tượng trong thế cửa dưới. Họ đã chứng tỏ được điều đó ở trận tứ kết với Đức. Vì vậy, ở trận bán kết đêm nay, các cô gái đến từ Bắc Âu xứng đáng nhận được sự tin tưởng. Có một chi tiết dễ nhận thấy là càng tiến sâu, nữ Thụy Điển càng gây ấn tượng. Ở vòng bảng, họ không một lần thắng kèo nhưng ở hai trận knockout, đội bóng này đều mang về niềm vui cho giới đầu tư châu Á. Dự đoán, nữ Hà Lan 0-1 nữ Thụy Điển.